Đây là hai bộ phim có phần truyền cảnh mượt nhất mọi thời đại, và một trong số đó còn là phim Việt Nam. Bộ phim đầu tiên là Người Nhện phần 2, khi Peter Parker đang bay nhảy qua những tòa nhà chọc trời tại New York, thì máy quay bắt đầu hướng ra xa, và tất cả đều gói gọn trong mắt kính của tiến sĩ Bạch Tuộc. Phần truyền cảnh vô cùng ảo diệu này đã khiến khán giả phát sốt vào thời điểm đó. Phim Marvel bây giờ chưa thể nào làm được như vậy. Bộ phim thứ hai có sự góp mặt của Sơn Tùng MTP với tên gọi Chàng Trai Năm Ấy. Bối cảnh là khi diễn viên Quang Thắng, bố của nhân vật chính, đang phải nằm trên giường bệnh. Dù vậy thì ông vẫn lạc quan và tuyên bố dù có ra sao thì vẫn sẽ nở một nụ cười tươi. Đội ngũ làm phim đã cho ông cười một phát từ bệnh viện lên tận bàn thờ luôn. Cảnh phim này không chỉ khiến khán giả Việt bất ngờ mà còn nổi tiếng đến tận cộng đồng quốc tế. Số đông chia sẻ rằng họ cảm thấy bàng hoàng sau khi xem, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thán phục vì sức sáng tạo đỉnh cao của Việt Nam.